Ok, chào mọi người nhá. Lâu quá rồi, mấy ngày không có làm clip tặng nick cho anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này tặng nick cho tất cả các bạn đang xem clip trên kênh YouTube của mình nha. Hiện tại trên shop của mình đang có update rất là nhiều nick VIP các bạn. Nick VIP là những cái nick có số lượng tiền nhiều ấy. Anh em có thể vào shop nick của mình vào cái mục ạc lên quân anh nhá. Nếu mà các bạn muốn mua cái nick ngon thì các bạn phải vào đây chọn lựa cho mình nha mọi người ơi. Đây, mình đang vào đây các bạn. Đây, ví dụ như là các bạn có thể muốn mua một cái nick này đi chẳng hạn. Mình thấy nó có giá là 6 triệu này. Wow, mình vào đây một cái này. Wow, trang phục này Butterfly nè. Butterfly gì đây? Bậc SSS này. Rồi Violet bậc SSS này. Quá trời luôn các bạn. Rồi Nakaroth bậc 4 này. Rồi Butter tia chớp này. Rồi Teonat vệ thần này. Trời ơi là trời, VIP quá trời luôn. Mà giá rất là rẻ luôn các bạn. Rồi nick này nếu các bạn mua ATM chỉ có 6 triệu thôi các bạn. 6 triệu đồng thôi. Các bạn muốn mua cái nick này thì có thể gọi là nạp tiền mà nhắn tin nạp qua ATM này nha các bạn. Đấy, số tài khoản của mình đây. Nạp qua ATM nó sẽ rẻ hơn nha. Rẻ hơn tới 20% lận. Còn nếu các bạn mua bằng cạc điện thoại thì giá sẽ là 7 triệu 2. Nếu các bạn nào mà có ví dụ như các bạn có 7 triệu trong tài khoản chẳng hạn, các bạn có muốn mua cái nick này thì có thể nhắn tin vào hỗ trợ nhá, hoặc là gọi điện thoại số cho mình ở cái số điện thoại ở bên dưới cùng vì cái chat shop này có số điện thoại Mr. Hảo này, mình xem xét thì mình có thể giảm cho các bạn 1-200k để các bạn có thể sở hữu được cái nick ngon nhá. Rồi thì không nói gió nói bóng nữa, mình sẽ vào thẳng vấn đề luôn, tặng nước anh em ơi. 100k đầu tiên nha các bạn, 100k là trên 20 tướng. Mua ATM chỉ có 80 thôi các bạn ơi. Let's go 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 go. Anh em nào có ý định muốn mua nick thì vô shop nick của mình tham khảo đi các bạn ơi. Ôi ôi, tài khoản thì màu xanh, mật khẩu là màu vàng nha các bạn. Để mình phóng to cho các bạn xem này. Đây là tài khoản nha. Có mật khẩu đây nha. Những cái nick trên shop nick của mình á, trên 20k đều trắng thông tin nha các bạn. Còn nick 10k thì nó thuộc dạng là hên xui nha các bạn. Bởi vậy đem ra anh em có thể vào đây là các bạn này, vào thử vận may 10k là nó trước khi các bạn muốn mua nick ấy, nó có một cái thông báo như thế này nhá. Các bạn đọc kỹ thông báo trước khi xong rồi mua giúp mình nhá. Đây, 20k trở lên là đã nick trắng thông tin rồi này. Đó. Mục nào nó ra mục đó nha các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tặng cho các bạn nick 150k. Hôm qua có một cái bạn kia, trời ơi là trời, nick 150k chỉ có 120.000 thôi. Bạn ấy mua trên shop nick giả mạo ấy các bạn. Mua trên shop nick giả mạo rồi, xong không vào được tài khoản. Xong rồi vào cái shop thật của mình. Thôi nhắn tin xong rồi chửi om sòm luôn. Ui dồi ôi, chửi rất là vớ vẩn. Ố. Rồi ok. Đây là tài khoản này các bạn. Còn đây là mật khẩu này. Hiện tại mình đang kêu ở bên nhân viên của mình đang xóa cái lịch sử mua của mình đi mà định mình nãy giờ bây giờ nó mới xóa các bạn ạ. Bực bình ghê cơ chứ. Thôi kệ không sao. Đây là tài khoản nha. Vậy là cái tài khoản hồi nãy mình cũng đã mua, các bạn thấy xem ở đây. Tại vì cái lịch sử mua của mình nó dài quá, mình kéo xuống nó đuối, mình bảo nó xóa bớt đi cho mình để mình làm clip tặng nick. Thế mà cuối cùng bây giờ nó mới xóa. Thôi kệ, không sao hết. Bây giờ mình sẽ, hiện tại còn 750k, mình sẽ tặng thêm một cái nick 200.000 nữa nha các bạn. 200.000 là 40 tướng trở lên đấy các bạn. 40 tướng trở lên nhá. Dưới 40 tướng cứ nhắn tin cho mình, mình sẽ bù cho các bạn nick khác. Mua ATM có 160.000 đấy các bạn. Quá rẻ, thật sự quá rẻ luôn. Mục này cũng rất là nhiều bạn thích mua này. Mình nói thiệt luôn, mục này là 160.000 này. Rất là nhiều bạn chuyển ATM mua cái nick này. Thật sự luôn. Anh em có không có điều kiện để vào cái mục ạc VIP, tại vì các mục ạc VIP thì giá nó sẽ tầm từ 250 trở lên ấy. Anh em không có điều kiện vào trong đấy á thì các bạn có thể, đây là tài khoản nha các bạn. Đây. Còn đây là mật khẩu nha. Các bạn có thể vào trong cái mục ạc VIP đó mà không có điều kiện mua, tại vì nó từ 300k, nói chung là 250 trở lên không à. Thì các bạn có thể mua random ở những cái mục random như thế này này. 160.000 hoặc là 200.000 ATM, 160 ATM hoặc là 200.000 cạc. Đó, thấy không? Là sẽ rất là khả năng nó ra nick ngon rất là cao luôn các bạn. Còn nếu mà các bạn có điều kiện ngon hơn tí nữa thì mua cái mục ạc này, sở hữu từ 50 tướng trở lên này. Nếu mà mua bằng cái điện thoại chỉ có 240 thôi. Đó, nói chung là trên shop nick của mình nó thuận đủ các điều kiện luôn. 10k có, 20, 50, 100 cái các bạn có giá bao nhiêu tiền thì các bạn có thể mua đấy. Nhận đây, còn ví dụ như các bạn vào mục ạc VIP đúng không? Các bạn nhấn qua tap cuối cùng này đây. Nếu mà mua trong này thì nó tới giá tới 300 lận các bạn. Thì các bạn cũng chỉ nhận được 40 tướng thôi, nhưng mà các bạn xem được tướng, xem được trang phục, xem được ngọc. Thì mình ưu tiên các bạn nào mà muốn có bảng ngọc xịn thì các bạn sẽ vào trong mục này các bạn tìm nhá. Tìm khi nào được cái nick đó thì thôi. Còn không tìm được thì các bạn cứ tìm nữa, tìm mãi và tìm. Nếu mà giá 300k không có thì các bạn 320, 350. Nếu các bạn mua ATM thì cũng rất là rẻ, ví dụ như thế này chỉ có 324.000 thôi. Đó, thấy không? 324.000 thôi. Không sao hết. Đấy.
Đó, bây giờ thì mình sẽ còn 500k trong tài khoản, mình sẽ kiếm một cái nick nào đây giờ ta? Nick 500 đi ha. 500 hay là 550 luôn đi. Không sao hết, nói chung là mình sẽ tìm một cái nick VIP các bạn. Ok, mình sẽ tặng các bạn một cái nick có trang phục gì đây ta? Siêu Việt đi. Siêu Việt bậc 2 đúng không? Siêu Việt bậc 2 cộng thêm Murat. Ok, mình sẽ mua cho các bạn nick này nha. Quên nữa, không vào xem Ngọc. Thôi kệ không sao. Nói chung là những cái mục nick này thì đa số là Ngọc nó sẽ có cho các bạn. Ok, 520k. Còn đây là tài khoản này. Và đây là mật khẩu này. Ok, mình phóng to cho các bạn xem nhá. Đấy, đây là tài khoản nha. Các bạn có nói làm gì cứ nhắn tin hỗ trợ giúp mình nhá. Đây, các bạn cứ nhắn tin và hỗ trợ giúp mình tiếp tục cái tên hoàn hảo này. Hoặc là các bạn có muốn tìm nick gì thì cũng thể nhắn tin lại giúp mình nhá. Rồi, thì hiện tại còn 30k. Hôm sau thì mình sẽ tặng nick tiếp nhá. Hôm qua thì có một cái bạn kia, bạn ấy mua trên shop nick giả mạo. Xong rồi bạn ấy vào, bạn ấy nhắn tin vào trong này, các bạn chửi mình ấy. Thì các bạn vui lòng nếu mà có hỗ trợ gì thì nhắn tin đàng hoàng giúp mình nhá, chứ đừng có văng tục ở trên cái Messenger này, tại vì nhân viên của mình nó hỗ trợ ấy, đâm ra các bạn hay chửi nó quá trời luôn, thấy nó phản ánh với mình vậy. Ok, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nha. Ok, xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng John. Sau khi mà mình nghe thông tin là vị tướng John này thay đổi cái chiêu 2 thành cái chiêu cuối, và thay đổi cái chiêu cuối thành cái chiêu 2. Úi giời ơi, khá là thú vị các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm. Hôm nay là mình mới hình như là cái bản cập nhật, không biết có lâu chưa, nhưng mà nó cập nhật lại lâu chưa, nhưng mà hôm nay mình mới nhận được cái thông tin như vậy. Vì thế nên mình làm clip test cho vị tướng của vị tướng than của vị tướng John cho mọi người xem nhá. Chả hiểu kiểu gì sao lại thay đổi kiểu này nhỉ, vớ va vớ vẩn. Thú vị, thú vị. Bây giờ thì mình nghĩ rằng là cái chiêu 2 của vị tướng John nó sẽ bay khắp bản đồ luôn các bạn, tại vì nó hồi chiêu nhanh. Cướp bùa hả mấy cưng, cướp bùa cướp. Ui dồi ôi, Phoenix ơi, bạn lao lên làm gì đây? Rồi lao lên bạn là mình ngoéo luôn con cua rồi đấy, hất tung quá trời luôn các bạn. Ngoéo càng nè, một em. Rồi 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 rồi, thơm. Qua đó làm sao mà đam to thế nhờ, hình như có chí mạng hay sao ấy. Đánh một cái chết luôn các bạn ạ. Sướng tiền đấy chứ. Thôi từ từ đã các bạn ơi, từ từ đã. Rồi có chiêu 2 rồi này các bạn. Mà chiêu 2 là bắn nè, bắn toàn bản đồ luôn nha anh em. Mình cảm thấy nó hơi bị sốc sốc khi mà mình đọc được cái thông tin như vậy. Lúc đầu mình tưởng tại vì có bạn fan, bạn ấy bình luận, bạn ấy nhắn tin cho mình kêu là làm vị tướng John đi, cái con John này nó được thay đổi cái chiêu 2. Mình tưởng mà đấy chon mình chứ, thế là mình phải vào thẳng trang chủ mình đọc cái thông báo. À, chính xác là như vậy các bạn ạ. À đủ, cái gì đây, cái gì đây, làm sao? Úi giời ơi, ơi 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 ơi, mày hả bừa ấy. Thôi 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 thôi, lấm lúa mày đâu này, quay lại quốc lại phải xào xào là tét mông này. Úi giời ơi, tưởng mình ăn được luôn chứ ai nói đâu lại chết à. Ơi chán thế nhở, mình cảm thấy nó hơi vớ va vớ vẩn gì đấy, bó tay luôn các bạn ạ. Ui à, thì là kỳ quá đi thôi, không sao không sao không sao, ta làm lại cuộc tình ta thôi mà. Cái chiêu hai của vị tướng John bây giờ nó lại thành cái chiêu cuối, nó lại lạ lùng đến thế cơ chứ. Rồi xong cái con bùa, cái con bùa này phải đi tới mà tôi sợ bạn chắc. Ôi ơi là bảng bảng hổ báo có trường với ai cơ, bảng hổ báo với tôi hử, tôi bắn cho lòi phèo bây giờ. Như vậy là các bạn có thể thấy rằng thì hiện tại bây giờ vị tướng John nó ơi à, rồi xong luôn, toang rồi, toang tôi rồi. Cái chiêu 2 của nó có thể sử dụng liên tục và nó sẽ là cái con tướng mà có khả năng bắn gọi là ấy nhất đấy các bạn, cái kiểu giống như là bắn toàn bản đồ nhiều nhất luôn đấy. Lavi cũng bắn xa ngập bản đồ, nhưng mà mình thấy Lavi cái chiêu cuối của nó lâu lắm. Ngày xưa John chiêu cuối của nó cũng bắn lâu, nhưng mà bây giờ chiêu 2 của nó hồi nhanh lắm các bạn, có mười mấy giây thôi. Tha hồ mà bắn nha, về nha. Ui nhờ, anh em đã biết thông tin này chưa ta? Mình đoán rằng là một số bạn chưa biết, tại vì một số bạn không cập nhật. Rồi xong luôn, ngoéo con cua bồ tôi luôn. Trời, nó cắn ở trong trụ như thế thì không có cách nào đỡ được các bạn ạ. Vãi cả trường tụi nó chứ. Này thì láo nháo này, bắn cho một cái nè. Wow, băng chủ Trung Quốc luôn ha. Trời ơi, chơi lớn vậy anh hai. Cái đầu xanh là nó chứ. Ôi, đông thế các bạn ạ. Sao bên kia nó cứ lăm le, tem mình ở đứng trên mà đông như kiến cỏ nhỉ. Nào thì rừng nào này, nào thì mít này. Ôi ơi là trời. Ở bên dưới thì chả cho chăm lo cho đồng đội gì hết trơn, cứ leo ngoeo lên đứng trên này.
kiểu như nó thấy vị tướng cờ DC ta mình support cho mình ấy, dễ sời quá. Đâm ra mấy anh mấy chị tưởng là hốt được bạc, nó cứ lao lên hình trên, nhào, lấy nhau y gel luôn kìa. Trời ơi, em cấu rỉa. Bụp. Trời bắn kêu bụp bụp mà các bạn. Đã con mắt ghê luôn ha. Ôi giời ơi, cái chiêu 2 bây giờ lại chuyển thành chiêu, cái chiêu 2 ngày xưa bây giờ nó chuyển thành cái chiêu cuối này. Chiêu cuối này đam được bao nhiêu đâu trời. Boom, dính trưởng. Bắn nó đã ghê các bạn. Trời ơi. Chưa quen, mình nói thiệt với các bạn là mình chưa quen, mình cứ hay bấm nhầm chiêu ấy. Tại vì John từ thầy sửa thầy xưa đến thời điểm hiện tại bây giờ cũng là qua mấy năm trời rồi, John đâu có thay đổi cái chiêu gì đâu. Bởi vậy đâm ra bây giờ nó thay đổi một cái mình cứ ngỡ ngỡ cái chiêu 2 ngày xưa. Tào lao mấy lao quá các bạn nhỉ. Anh em đã test chưa? Vào là hạng test thử đi anh em. Trời ơi thú vị lắm. Mình kiểu như mình cứ ngỡ ngỡ, mình không quen ấy, đâm ra nó cảm giác nó hơi bị tíu tíu làm sao á trời. Trời ơi lão quốc mình cái còn xíu máu à. Chán ghê, chán dễ sợ. Đây là lần đầu tiên mình test luôn đấy các bạn. Lần đầu tiên mình test luôn, vào làm clip cho các bạn xem luôn, cho nó xem nó cảm giác của mình khi mà mình lần đầu chơi mình con này. Nhưng mà lần sau mình chơi nó sẽ là bình thường các bạn. Mình quen tay rồi đấy. Bây giờ là mình vẫn chưa quen. Bây giờ mình nói thật với các bạn là mình chưa quen, mình cứ tưởng cái chiêu 2 là cái chiêu cuối của ngày xưa cơ. Kali anh yêu em hả? Trời ơi anh ơi, yêu em không anh? Ôi em này anh ơi. Ôi em đây em trả anh trả yêu Kali làm gì vậy? Bùm. Trời ơi bắn quá trời bắn luôn, đam to quá trời luôn mà cuối cùng cái kết. Kì nhờ. Cái lăm le mình nó bắn ngoài ta ơi. Trời ơi là trời, mà các bạn nhìn thấy điểm hỗ trợ của mình không? Ba đạo luôn rồi kìa. Ủa tôi đi AD chứ tôi phải đi support đâu mà. Hỗ trợ tới 9 mạng luôn. Vãi. Thì John ngày xưa cũng đã là một cái con tướng xạ thủ đi support rồi các bạn. Nó là một con tướng xạ thủ mạnh thì mạnh nhưng cuối trận thôi, nhưng mà đầu trận nó toàn đi hỗ trợ người ta thôi. Mà con này hỗ trợ nó gọi là bá cháy luôn á. Làm gì căng hả? Làm gì căng đúng không? Ôi giời mấy anh làm gì căng? Mấy anh làm cái gì căng này? Chắc có lẽ Liên Quân đã nhận ra một cái điều, cái chiêu cuối của vị tướng John hiện tại bây giờ nó khó chịu quá. Đâm ra hội đồng của Garena đã quyết định đổi chiêu 2 thành chiêu cuối. Ngọt rồi ba kiêu. Làm sao mấy anh muốn như thế nào? Mấy anh muốn sao? Em bắn lòi phèo ăn mấy anh luôn này, mấy anh đừng có nhờn với tôi nha. Mấy anh đừng có nhờn. Trời ơi là trời em tốc biến rồi, không cho em ăn luôn anh. Mấy anh mấy chị ơi em tốc biến luôn á, mất tốc biến em cố em ăn mạng cho nó sẵn khói đấy, chứ em hỗ trợ nhiều quá nhiều rồi. 10 kêu hỗ trợ chứ ít gì. Láo nháo này, bắn cho rụng gáo luôn. À lúc đó con quay lại kìa, bắt đầu xanh chán sống rồi. Thôi xong. Cái gì kì vậy? Tem tôi nó mạnh quá các bạn ơi. Thật ra cái vị tướng do này mình cũng chơi khá là ổn các bạn. Nếu các bạn thích thì mình có thể làm thêm một cái clip về cái vị tướng John sau khi mà nó cập nhật lại như thế này. Chứ mà trận này mình thấy nó phế quá. Đậu xanh nó không phải là phế mà nó hỗ trợ nhiều quá. Ăn mạng trái được bao nhiêu? Chán dễ sợ. Mình có thấy có mấy một số con tướng như là Hayate được tăng sức mạnh này các bạn. Hayate được tăng sức mạnh này rồi Violet với cả Telnat cũng thay đổi này. Để mình căn mình sẽ làm những cái con tướng mà được thay đổi trước cho các bạn xem nha. Nhưng mà Violet thì không thấy, nhưng mà Hayate được tăng sức mạnh. Mình thấy cái chiêu 1 bây giờ nó bá đạo quá trưởng nha. Ôi dạ. Rồi. Chơi nè anh ơi. Chơi nè anh ơi. Trời ơi 13 kill hỗ trợ luôn. Em có ăn được cái mạng nào đâu. Man ơi, cho em ăn mạng với. Em đang làm clip đó man ơi. Trời ơi, không cho em ăn mạng em buồn sao? Phải được nhiều mạng để mới được nhiều like mấy anh ạ. Trời ơi, bây giờ người ta quan trọng là ăn mạng chứ người ta không có quan trọng hỗ trợ mấy anh ơi, mấy anh đồng đội gì đó ơi. Cho ăn mạng với. Chia sẻ ngọt bùi sẽ chi đi anh ơi. Cô em quá trời luôn. Mà mình cũng nhận một điều như các bạn. Ăn càng nhiều mạng càng nhiều like. Đậu xanh ăn ít mạng mà toàn hỗ trợ không hả? Không ai like đâu. Khổ lắm. Ủa clip muốn lè lửa ra được có ca like à? Chán dễ sợ. Các bạn đang xem clip của mình đăng ký kênh và ấn like cho mình chơi. Mình buồn lắm luôn đó. Không có ai ra like cho mình gì hết trơn. Lượt xem không có lấy gì like. Nhiều lúc tôi cũng tào lao mới lao thấy sợ luôn. Không có lượt xem lấy cái gì mà ai like cho tôi chứ hả? Rồi xong luôn. Bắn vậy không trúng luôn. Thôi xây tạm cái con bùa đi.
chứ Phoenix mình nó ở bên trên xa xôi tầm với quá, mình phải giúp bạn ấy ăn mới được. Bút từ vào đây chết chưa? Hình như chưa chết thì sao? À chưa chết, chưa chết. Trong bụi này. Tôi biết nó ở trong bụi chứ. Trời ơi, háo mà. Sao mà tôi... Ôi giời ơi, cũng ăn nữa hả? Anh ơi, cho em mạng với anh ơi. Em buồn quá trời, buồn anh ơi. Em khổ quá, khổ rồi. Các bạn có thể xem thêm những cái clip liên quan của mình ở trên fanpage anh Hảo nha. Mỗi ngày thì mình sẽ up ở trên fanpage một cái clip vào khung giờ là buổi tối, tầm 6 giờ đến 7 giờ tối ấy các bạn. Và kênh anh Hảo nữa. Nói chung là ba clip, mình một ngày mình làm ba clip thôi. Và mình sẽ livestream thêm để có thêm thu nhập nữa các bạn. Livestream thêm có thêm thu nhập bằng các bạn donate đấy. Ôi ôi, nhiều khi gọi là ngày có ngày mình livestream cũng nhận được từ 1 đến 200 nghìn đấy các bạn. Có ngày thì được 5 nghìn, 10 nghìn đủ uống nước, nhưng mà cũng có ngày nhiều phết đấy. Không đùa đâu. Chăm chỉ livestream kiếm tiền. Úi dồi ôi, bắn thể hụt mất tiêu rồi. Ở trên livestream thì mình live ở trên kênh Anh Hảo TV nha các bạn. Kênh đó hiện tại bây giờ cũng gần được 90k sub rồi. Trời ơi là trời, niềm vui sắp tới rồi anh em ơi. Chuẩn bị 100k sub ra là ăn mừng thôi các bạn ơi. Một cái cha, bắn một cái đùng cái quéo càng cơ. Oh yeah, come on baby. Chán quá, thôi đi ăn con bùi xanh đỡ chán vậy. Hỗ trợ 15 kêu. Gì kỳ ấy tôi. Đậu xanh, ế cái chú hai này. Rồi xong bé rồi, mày hả bưởi. Lấm, trời ơi nó xấy kìa các bạn. Trời ơi nó xấy đá ghê luôn á, ghê ghê xuống xét bắn sướng lắm các bạn ạ. Quá là sướng luôn. John bây giờ là đúng thời tới luôn, khi mà nên trang bị gom xuống xét nó bây giờ là chùm luôn rồi đó. Quá bá luôn rồi, xuất sắc. Phải nói là cái món trang bị gom xuống xét dành riêng cho John là hợp lý ấy. Sau khi mà tăng chí mạng. Rồi tạch luôn rồi. Tạch luôn rồi bạn ơi, đừng có sợ. Tui xeo, wow. Cảm ơn anh cho anh Aero đẹp trai nha. Lượm được hai mạng các bạn. Trời ơi. Bầm chiêu. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái thương xuyên phá nha các bạn. Thương xuyên phá xong rồi giáp hồn mạnh thế thôi. Trời ơi, thời tới luôn. Lên trang bị như vậy xong là chùm xóm rồi. Tui ở đại ca gọi là John rồi đó. Lên xong cái món trang bị thương xuyên phá đấy. Tụi nó bô lao bô léo là mình xử hết. 17 mạng hỗ trợ. Chán tui ghê luôn. Khả năng KS của mình ở trận đấu ngày hôm nay nó về không rồi các bạn. Lên cờ cờ hả? Xông lên đúng không ạ? Xông lên! Anh em! Let's go Barbie! Trời ơi xông lên đi anh em! Xông lên đi anh em! Ngại ngùng cái gì? Ây da! Thả tem ra! Nhưng mà không sao, đồng đội tôi là những người thông minh. Anh hiểu không? Anh cắn tôi làm cái gì? Đồng đội tôi thông minh lắm! Trời ơi! Bắn cho một cái này. Thôi win đi anh em. Win đi. Trời ơi, hỗ trợ nó gọi là bá cháy bò chét luôn. Ông chùm của những ông chùm hỗ trợ luôn. Không sao cầm John đi support được đấy các bạn. Nó hỗ trợ cỡ này cơ mà. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Đây là clip mà mình test về tiếng John sau khi mà cập nhật cái bản mới. Rất là thú vị các bạn. Anh em vào chơi thử đi, thú vị lắm. Giờ thì mình nghỉ nha.